Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ dụng cụ cắt tóc chuyên nghiệp, đó là chiếc tông đơ, mã số là 828. Bộ sản phẩm này thì có các cái phụ kiện đi kèm, đó là dây cáp sạc, bộ cữ này thì có thông số là 3, 6, 9 và 12mm để giúp chúng ta cắt được chiều dài tóc như mong muốn. Lọ dầu để lúc chúng ta tra máy và một chổi vệ sinh và cục pin phụ. Tông đơ mã 828 này thì có cái sự thiết kế là phần chỉnh lưỡi nằm trên thân. Chúng ta có thể là chỉnh lưỡi cao thấp và xoay cái phần này. Cái lưỡi cắt phía trên càng cao thì sẽ giúp chúng ta cắt tóc nó càng ngọt, càng sát. Phần đuôi máy là phần để chúng ta có thể là tháo pin ra và thay thế. Đây là phần chúng ta sạc. Dòng tông đơ này thì có cái sự thiết kế cái tay nắm khá là bừa bộn và chắc chắn. Lưỡi được thiết kế là lưỡi thép không gỉ. Ok, sau khi cắt xong thì chúng ta có thể là tháo cái phần lưỡi ra và vệ sinh. Chất để bảo quản được sản phẩm thì chúng ta nên vệ sinh thường xuyên. Và tra một giọt dầu vào phần động cơ. Ở hai bên cạnh tông đơ có cái mấu như thế này để chúng ta lắp cứ bản vừa cắt. Chúng ta sẽ lắp khít với cả cái mấu của cữ. Dòng sản phẩm này có giá là khoảng từ 320 cho đến 350. Một cái mức giá rất là hợp lý cho các bạn.